Xin chào anh chị, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị cũng như trong nước và ngoài nước có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500 m². Trước tiên, em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ trái khoảng 500 m nữa là đụng quốc lộ 1A và con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nha. Và hướng bên đây cũng liên thông vào đường nhựa Kinh Kháng Chiến khoảng là 500 m. Và ở đây thì điện nước, wifi đầy đủ nha anh chị. Khu dân cư, nhà cửa rất là đông, rất là thích hợp cho anh chị mua để cất nhà và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Từ vị trí đường bê tông 2,5 m, anh chị di chuyển vào đường đá xanh khoảng là 1,5 m, khoảng là 80 m là tới vị trí thửa đất nha. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham quan thửa đất vườn này. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất vườn mà hôm nay em giới thiệu anh chị nè. Con đường này thì anh chị chỉ di chuyển là đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị cách khoảng 80 m nha. Để em di chuyển xuống bên dưới cho anh chị và cô chú tham quan. Khu vực này thì điện nước, wifi có đầy đủ nha anh chị. Khu dân cư, nhà cửa em thấy thì ở cũng rất là đông, rất là thích hợp cho anh chị mua để cất nhà và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái. Ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng 1 km đổ lại thôi. Và con đường này cũng liên thông ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khoảng 100 m thôi nha anh chị. Từ vị trí ngay chỗ ngón tay em chỉ anh chị, diện tích của mình là ngang 12 m và có chiều dài là 40. Gia chủ sẽ cắt ra cho anh chị mình là 500 m². Trên đất thì có trụ gào B40 hết luôn nha anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm. Và trên đất gia chủ đang trồng sapoche, bưởi, cam, rất là nhiều loại cây ăn trái luôn. Về thì anh chị khỏi cần trồng luôn nha. Ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm luôn nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái. Sapoche thì gia chủ trồng cũng được khoảng là 5 năm nha anh chị. Và một số thì cũng đang cho trái và có quy lợi. Về thì anh chị chăm sóc thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập. Và đất này tương đối cao ráo và bằng phẳng. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Chỉ tiếc là con đường anh chị di chuyển vào hơi nhỏ một tí nha. Với giá chính chủ đang kêu bán với giá là 600 triệu. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này và anh chị gặp ngay chính chủ và anh chị trao đổi và thương lượng thêm. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị săn đắp mặt bằng, xây nhà vườn, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Đất mình thì rất là đẹp nha anh chị, dung dứt luôn, một vườn cây ăn trái có đủ loại luôn nha anh chị.
À, cây ăn trái thì em thấy chủ trồng rất là nhiều, mỗi thứ thì khoảng là vài cây thôi, rất là phù hợp để cho anh chị cất một cái ngôi nhà phía trước và phía sau, thì anh chị có thể tạo một không gian nhà vườn để cuối tuần anh chị về đây nghỉ dưỡng, em thấy là tuyệt vời luôn nha. Thửa đất này cách quốc lộ 1A chỉ khoảng 500 m thôi nha anh chị, rất là gần, và cách đường ô tô khoảng 80 m thôi. Gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng rất là cần bán gấp nha anh chị. Gia chủ thì cắt ra cái diện tích là 12 m và có chiều dài là 40, và với tổng diện tích của mình khoảng là trên 500 m². Trên thửa đất này thuộc cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Với giá bán là 600 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này, và anh chị gặp chính chủ và anh chị trao đổi và thương lượng nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị, hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị có thể trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Để em di chuyển ra phía sau, em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm luôn. Đất mình thì xung quanh có trụ gào B40 hết luôn đó anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị ở xa có mua thì cũng yên tâm. Anh chị về thì làm chỉ một mặt thôi nha. Ở gia chủ thì có tổng diện tích khoảng là 1.800 m². Gia chủ cắt ra cho anh chị trên 500 m² mới ra sổ được nha anh chị. Nếu anh chị mình có mua thêm thì gia chủ cũng bán cho anh chị luôn. Đó, do nhu cầu của chính chủ đang ở cũng rất là xa và cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha. Giá thì gia chủ kêu 600 triệu. Nhưng anh chị mình có thể gặp ngay chính chủ và anh chị mình trao đổi, thì gia chủ sẽ bớt cho anh chị và bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Ở đây là không gian ở phía sau nha anh chị. Đất của mình thì cao ráo và bằng phẳng, đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có luôn anh chị. Bưởi thì gia chủ trồng cũng được khoảng là 5 năm, và một số thì đang cho trái và một số thì cũng ra bông. Chủ yếu trên thửa đất này là trồng sabuche thì nhiều nhất nha anh chị, và cam sành. Để em mở cái la bàn lên cho anh chị xem ha. Ở đây thì đất của mình đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về tới thửa đất khoảng là 12 km. Anh chị chờ em tí nha. Em mở cái định vị từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây. Anh chị di chuyển về khoảng bao nhiêu luôn nha? 64 km nha anh chị. Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh có thể về tới trạm dừng chân Long Định. Bên em có nhân viên để rước anh chị nha, từ đoạn đường quốc lộ 1A và vào bên trong thửa đất chỉ khoảng 500 m thôi. Không gian thì rất là mát mẻ và trong lành nha anh chị. Về đây thì phía trước anh chị cất ngôi nhà, và phía sau thì có vườn cây ăn trái sẵn rồi, hoặc là anh chị có thể về trồng cây ăn trái thêm ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.